Xin các bạn đã đến với cái video tuyệt vời này. Chúng ta Lộc sẽ cầm tay chỉ việc cho các bạn. Thì video này Lộc sẽ giúp đỡ các bạn hiểu về các tính chất, các dạng, các hình thức quảng cáo ở trên Facebook. Lộc đã tạo được một cái trang web. Bài trước Lộc đã hướng dẫn các bạn tạo được một cái website như thế này rồi. Đó. Tạo được một website như này rồi thì bây giờ cái giao diện mới của Facebook nó là Meta, là Business Studio này. Thì nó sẽ có những cái này, kế hoạch này, bài viết này, tin này. Thì tất cả những cái này thì nó đều có thể đưa cho các bạn quảng cáo được, tức là các bạn đều có thể quảng cáo bằng bài viết và bằng đọc một kế hoạch nào đó hoặc là bằng tin được. Thì đây là cái nội dung mà chúng ta quản lý quảng cáo, nó sẽ có như vậy. Thì làm sao để chúng ta vào được cái Meta Suite này, đúng không? Chúng ta đây là cái trang chính của chúng ta, đây trang chính của chúng ta. Thì chúng ta kích vào bảng điều khiển chuyên nghiệp này, rồi chúng ta kích vào trung tâm quảng cáo này. Thì trên cái giao diện của chúng ta bình thường như này, chúng ta vào cái trang của chúng ta như này, thì ở cái phần bên góc tay trái này nó đã có cái phần Meta Suite Business Studio này. Thì chúng ta kích vào đây thì chúng ta đã có được cái giao diện này. Đấy. Thì giao diện này là những cái gì chúng ta có thể quảng cáo được, kế hoạch, bài viết và tin để quảng cáo được. Khi mà ta quảng cáo nó sẽ có thông báo người like, người thích, người chia sẻ và nó sẽ có thông báo feedback phản hồi gì đó từ cái hiệu quả mà ta còn quảng cáo được. Rồi chúng ta sẽ có những tin nhắn mà người ta xem được, ta nhắn tin ta là muốn mua hàng hay muốn hỏi tư vấn thêm ở trong cái phần đầu tư tin nhắn này. Rồi là khi đó thì chúng ta sau đó là có cái công cụ lập kế hoạch, thì cái công cụ này là bên Facebook họ đã thiết kế ra để chúng ta có ngày, có tháng này, có từ bản nháp, có các thứ để chúng ta ấy, nó sẽ chia sẻ kỹ lưỡng sau. Nhưng mà ở đây ý là chúng ta sẽ có những phần như vậy. Ở đây chúng ta sẽ có một cái phần là nội dung tổng quan. Nội dung tổng quan này thì cho ta biết là bài viết, thức phim cũng đều có quảng cáo được, tin này, thử nghiệm rồi mạng lưới rồi feed rồi là tất cả những cái khác, là chúng ta xem được cái nội dung toàn bộ tổng thể cái mô hình quảng cáo chúng ta nó nằm ở trên đây. Đây là cái mô hình quảng cáo chúng ta nó nằm ở trên đây. Thì đây là cái trang để các bạn quản lý quảng cáo. Đấy, thì cái này nó đang giới thiệu qua các bạn, thì các bạn hãy dành ra khoảng tầm 1 tiếng để bắt đầu là kích hết vào từng phần như này để xem, kích vào để xem nhé. Các bạn gọi là làm quen với nó không? Làm quen nó từng cái một. Bạn fit chuyên nghiệp bây giờ các công cụ lập kế hoạch nó là như thế nào, các bạn kích vào từng cái một xem đi xem lại, nước qua nước lại chưa, rồi để xem nó là như thế nào, thao tác qua với lại làm quen nó để cho các bạn phải làm quen, tự mình làm quen nhé. Vì chúng ta là khởi nghiệp một mình, kiếm tiền online một mình, thì chúng ta phải cố gắng học và cố gắng làm hết mọi việc. Còn nếu như chúng ta không muốn làm, ta thuê một người làm cái lĩnh vực này, họ đã hiểu biết cái lĩnh vực này, ta thuê họ thế là xong. Đây là cái phần đây chúng ta. Ở đây có tất cả những cái khác, thu nhập từ video rồi là tất cả mọi thứ điều gì ở đây các cho các làm quen thôi. Lộc sẽ dạy sau trong từng cái cốt lập bài thật sau, nhưng mà Lộc sẽ nói các bạn là khi mà tạo được xong, các bạn là người muốn các bạn nên làm quen như thế này. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ học về các dạng quảng cáo có trên Facebook nhé. Chúng ta sẽ có các dạng quảng cáo trên Facebook nó sẽ như sau. Các bạn sẽ kích vào Lộc vào phần quảng cáo nhé. Thì ở đây họ sẽ tóm tắt cho các bạn cái tạo quảng cáo như thế này. Đây là một cái trang tóm tắt cả quảng cáo, trang quảng cáo như này. Rồi các bạn nhìn vào đây nhé, qua này, nhìn qua các bạn kích vào bắt đầu này để hiểu đó. Thì ở đây nó sẽ có những cái dạng quảng cáo như sau mà các bạn nên lựa chọn cái sản phẩm nào nó phù hợp với các bạn. Ví dụ ở đây là bán là đồ gia dụng và bán chủ yếu là cái nồi cơm, đúng không? Thì chúng ta sẽ chọn cái loại nào nó phù hợp với bán nồi cơm. Thì ở đây nó sẽ có hai loại là quảng cáo chọn tự động và quảng cáo chọn mục tiêu. Tức là cái quảng cáo tự động là các bạn cá nhân hóa nó xong và điều chỉnh nó xong thì nó cứ thế nó tự động nó chạy thôi. Còn cái mục tiêu này thì là các bạn phải tạo chi tiết từng cái một rồi là các bạn tự bố cục nó hoặc tự bố cục nó. Thì ở đây chủ yếu là tất cả những người chuyên nghiệp thì người ta sẽ kích vào chọn mục tiêu chứ người ta không kích vào chọn quảng cáo tự động nhé. Chọn quảng cáo tự mục tiêu là chính. Thì cái mục tiêu này nó sẽ có 5 cái mục tiêu. Thì các bạn phải hiểu là 5 mục tiêu khác nhau thì chúng ta sẽ viết bài khác nhau, chúng ta sẽ chạy cái ngân sách khác nhau và chúng ta sẽ có mỗi một cái mục tiêu khác nhau, thì tức là mục đích khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ cách làm sẽ hơi khác nhau một chút. Thứ nhất là chúng ta sẽ biết là nó sẽ có quảng cáo, nhất là quảng cáo tăng khách truy cập vào trang web khi mà chúng ta mới tạo cái trang web của chúng ta lên, mới tạo cái trang fanpage chúng ta lên, thì chúng ta nên chạy cái quảng cáo này đầu tiên, bỏ ra một ít tiền để tăng lượng người theo dõi, tăng lượng người quan tâm, tăng lượng người biết đến, tăng cái lượng người biết đến bạn, nhận biết bạn, hiểu về bạn, tăng cái lượng người truy cập vào bạn. Thì đây là cái mục tiêu đầu tiên mà Lộc khuyên là khi bạn mới lập fanpage, mới lập cái cửa hàng, mới lập cái trang của bạn nên chạy cái quảng cáo này. Thứ hai là sau khi các bạn chạy quảng cáo này xong, khi các bạn chạy quảng cáo này xong thì các bạn có thể chạy quảng cáo trang,
có trang. Và chạy quảng cáo trang thì thường là người ta sẽ tạo ra một cái video. Cái video trong cái nội dung video là thường là nội dung cho đi một cái gì đó, trao tặng một cái gì đó, hoặc là hướng dẫn một cái gì đó, hoặc là cái video nó có một cái trend link gì đó, hay là cái video nó có một cái trend gì đó mà khiến cho người ta bị thu hút, thì người ta sẽ chạy cái quảng cáo trang này để cho cái trang của người ta được biết đến, là được biết đến nhá. Thì ở đây là các bạn cũng nên làm như vậy nếu các bạn có tiền. Đấy. Tức là khách truy cập và quảng cáo trang, thì thông thường thì cái khách truy cập và quảng cáo trang này là ta sẽ đồng bộ hóa làm một, bởi vì chúng ta không muốn là cái trang web này là một trang web khác nào khác ngoài cái trang Facebook của chúng ta. Thì nếu như mà các bạn có trang web riêng thì chúng ta sẽ chạy vào, ví dụ như Thế Giới Di Động họ dùng Facebook chạy cho cái là trang web Thế Giới Di Động chẳng hạn, ví dụ vậy, thì nó sẽ khác. Còn chúng ta ở đây sẽ sử dụng là cái quảng cáo trang là chính. Còn cái lượng trang cái lượng khách truy cập vào trang web này thì ít khi người ta dùng, khi ta dùng mà người ta sẽ quy hóa sang cái quảng cáo trang này. Rồi còn cái quảng cáo thường hay chạy nhất đó chính là cái tăng số tin nhắn tin cho cửa hàng. Thì cái này mình sẽ nói kỹ sau, bởi vì cái này là cái thường chạy nhất, nhưng mà thường chạy nhất mình sẽ nói kỹ sau. Còn chủ yếu còn hai cái này thì thường người ta chỉ chạy thời gian đầu thôi, nên là quảng cáo tự động với lại tăng khách hàng tiềm năng này thì thường người ta chỉ chạy cái thời điểm đầu người ta chưa biết làm thì người ta chạy cái này. Còn tăng khách hàng tiềm năng này thì người ta chỉ chạy một hai lần thôi. Cái tăng khách hàng tiềm năng tức là cái ví dụ bạn chạy trên Hải Phòng nó chỉ có tương đối dân số thôi, chỉ có tương đối dân số thôi mà các bạn đã target hết cái khách hàng tiềm năng ở cái khu vực đó rồi thì thôi, các bạn không cần chạy nữa, các bạn đã có cái data khách hàng nó lưu lại rồi thì thôi, đúng không, chúng ta không cần phải chạy nữa. Thì cái tăng khách hàng tiềm năng này chúng ta thường chạy một hai buổi thôi mà chủ yếu là chúng ta đã quảng cáo trang, ở trang họ đã thích trang, họ theo dõi trang rồi và chúng ta đã có được cái danh sách data khách hàng tiềm năng rồi thì đa phần là chúng ta không chạy lại hai cái này nữa, mà cái này chúng ta chạy một lần, cái này chỉ chạy một lần thôi. Có cái tăng khách truy cập này, cái tăng khách truy cập vào trang web này thì nó thường là chúng ta là nhỏ lẻ chúng ta không chạy cái này, nó phải to lớn, cái doanh nghiệp to lớn hoặc cái trang mạng to lớn thì người ta mới chạy này. Nhưng mà có chạy cũng được không sao cả. Thì chủ yếu là chúng ta sẽ chạy cái tăng số tin nhắn vào chúng ta. Thì chạy tăng số tin nhắn này sẽ dùng ở đây là tăng số tin nhắn, nó sẽ yêu cầu các bạn dùng một cái bài viết nào đó đấy mà các bạn cảm thấy hiệu quả để người ta nhắn tin cho các bạn đấy. Thì nền tảng của Facebook người ta có thể chạy, bây giờ chúng ta có thể chạy trên Messenger và Instagram đấy. Thì nền tảng Facebook bây giờ là các bạn không chỉ chạy trên Facebook mà có thể chạy được Instagram và Messenger, nhưng mà ở đây là có cái phần ứng dụng kết nối. Thì khi người ta nhắn tin cho bạn, người ta nhắn tin vào đâu, các bạn hãy để cho nhắn tin là Messenger của Facebook nhé. Thì ở đây nó sẽ có hướng dẫn, các bạn cũng có thể để ngồi đọc qua những cái này thì bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn tối ưu này. Đấy, các bạn ngồi đọc qua cái này, bài sau mình sẽ tối ưu nhé, vì chúng ta phải viết bài đã. Đấy. Ok, thì ở đây nó có một cái minh họa cho các bạn sẽ nhìn thấy đây là một cái bài quảng cáo mà người ta đã từng chạy, người ta bán quần áo, đây là người ta bán váy, quần áo nữ, bán váy nữ. Thì ở đây là một cái trang nước ngoài người ta bán cái này, thì các bạn sẽ thấy là ở đây có chữ like page tức là thích trang. Đấy, thích trang, và có chữ shop now tức là bán ngay, mua luôn, đúng không ạ? Thì đây là cái mục đích của cái trang web này. Thì đây cái mục đích của cái bài quảng cáo này là nó có hai mục đích, nhưng mà chúng ta sẽ thấy ở đây là tăng lượt mua hàng, hay là tăng lượt nhắn tin vào trang, hay là tăng lượt mua hàng. Đấy, thì đây là cái mẫu quảng cáo đầu tiên để chia sẻ với các bạn. Thì cái mẫu này sau khi chạy xong thì nó sẽ có một cái này, nó có là đã tiếp cận được bao nhiêu người này, số người xem này, và số người không tính tiền, số người xem mất phí này, rồi họ bao nhiêu người đã nhấp vào cái bài viết, ấn vào cái bài viết đó. Đấy, thì nó sẽ hiện lên được cái này trong cái khi ta chạy quảng cáo ấy, nó hiện lên ấn vào bài viết, xem bài viết rồi chưa nhắn tin với chúng ta, đúng không, tương tác vào bài viết đó đã. Đây tương tự như vậy thì có một cái trang lingo.vn này là họ cũng chạy như vậy, quảng cáo để bán luôn, nhưng mà ở đây nó có cái phần quảng cáo là cả quảng cáo hiển thị ở bên cạnh,
nhằm bên cạnh cái khung rìa đây này. Đây này, nó hiển thị cái khung rìa, ví dụ ta lướt Facebook đúng không? Ta sẽ cảm thấy thì đây là cái trang chính, nó cái nước này là cái trang chính, nhưng nó có một cái bên rìa đấy, quảng cáo bên rìa ở đây không có. Ở đây không có, đúng không? Đây không có. Ở đây ví dụ các bạn vào cái trang Facebook cá nhân các bạn sẽ thấy ở đây này. Đây là cái phần chính đúng không? Đây là cái phần chính, các bạn lướt nước suốt ngày. Đấy, đây có thể đây là quảng cáo như này, nước suốt ngày như này. Đấy, các bạn xem nước như này. Thế nhưng mà ở đây nó có một cái phần nữa là này, đó là cái phần đây này, được tài trợ này. Đấy, quảng cáo hiển thị đây này, được tài trợ này. Đây là cái dạng quảng cáo thứ hai mà mình chia sẻ các bạn. Đấy, quảng cáo hiện ở bên trên tay phải của Facebook. Đấy, đây là cái quảng cáo thứ hai nhé. Ok. Đây là cái kiểu quảng cáo thứ hai này, nó được tài trợ là ngay bên góc phải này. Nó cứ nằm yên ở đây, lúc nào nó cũng nằm yên ở đây. Đấy, nó nằm yên ở đây. Và con nước đi đâu nó cũng nằm yên ở đây. Đấy, nha. Đấy. Cái này và cái nước này nó vẫn nằm yên ở đây. Đấy, nó nằm yên ở đây đâu. Đó thì chúng ta sẽ thấy là có những quảng cáo nằm yên nha. Nó không liên quan đến việc ta lướt nước ở đây. Ok, không liên quan đến việc ta làm nước ở đây. Thì nó vẫn có những cái quảng cáo này. Đây được tài trợ của anh Phạm Thành Long này. Anh Phạm Thành Long đang tài trợ này. Đây. Thấy chưa? Anh Phạm Thành Long là tài trợ đây và ta lướt qua này. Nhưng mà đây là có cái này nó cứ làm yên. Đấy. Làm yên này các bạn kích vào thì nó mất tiền nhé. Đấy, làm yên này. Cái nước này, làm yên nước này. Đây là quảng cáo này. Các bạn thấy không? Hiểu điện đây. Quảng cáo là như vậy. Đây là cái dạng, đây là hai cái dạng quảng cáo nhé. Thì các bạn nhìn cái quảng cáo anh Phạm Thành Long này, nó đã có chữ tượng tài trợ là, nhưng nó không có chữ thích trang này, không chữ thích trang, mà cái trang có lẽ là mình đã thích rồi. Đấy. Đây là mình đã đang theo dõi rồi, đây là thích trang rồi. Đấy, thì ở đây nó chỉ có cần xem thêm thôi. Anh xem thêm này, đấy, anh nào chạy quảng cáo này, các xem thêm này thì nó dẫn đến một cái trang web khác. Đấy, tức là cái anh Long anh đang chạy cái loại quảng cáo đó là anh Long anh đang chạy cái loại quảng cáo đó này. Anh đang chạy các loại quảng cáo tăng đây đấy, tăng trang web, tăng một vài trang web của anh em đấy. Ok đấy, thì anh đang chạy cái loại quảng cáo thứ nhất này, tăng khách hàng truy cập vào trang web đấy. Thì thường là những người lớn như này, người ta có trang web riêng và người ta bán sản phẩm dịch vụ gì đó ở ngoài Facebook thì người ta chạy như vậy đấy. Thì đấy là cái dạng mà anh Long anh chạy đấy. Cái dạng thứ hai là dạng hiển thị này, bán hàng ra ngoài này, còn kích vào đấy nó cũng chạy theo cái trang web ngoài này. Cũng là dạng hiển thị, hiển thị nó cứ nằm yên đây, nó kích ra ngoài, đây kích ra, đấy nó ra vào trang web khác, nó không phải là Facebook nữa, không phải Facebook nữa, gọi là quảng chạy quảng cáo Facebook nhưng mà chạy ra ngoài, gọi tăng, nó gọi là chạy theo kiểu thứ nhất là tăng lượng khách truy cập vào trang web, đấy. Nhưng mà nó chạy bằng cái dạng đó là một cái dạng đó là chạy trên cái new feed nước nước này, và một cái dạng chạy nằm yên ở đây, đấy. Ok, để các bạn hiểu như vậy thì chúng ta có cái hình thức chạy quảng cáo nó sẽ là như vậy. Đây khi lấy là lộc kích vào đây rồi nó đổi thành cái quảng cáo khác nữa này. Đấy, nó khác rồi này. Thì đây các bạn sẽ nhìn thấy một cái quảng cáo nữa này, là quảng cáo gửi tin nhắn này. Đấy, quảng cáo này được tài trợ nhé, cơ hội này 2023 này, và nó kích vào chưa gửi tin nhắn này. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Và gửi tin nhắn này nó ra Messenger này, message này. Đấy thì các bạn nên chạy cái quảng cáo này. Quảng cáo này là quảng cáo mà các bạn sẽ chạy nhiều nhất và gặp nhiều nhất. Đây này, nó tự inbox tự động này. Đấy, inbox tự động này. Đấy. Quảng cáo này các bạn sẽ gặp nhiều nhất và các bạn sau này các bạn cũng nên chạy cái quảng cáo này nhiều nhất. Nó sẽ phù hợp cho chúng ta bán hàng trực tiếp trên Facebook. Đấy. Nó sẽ là thường chạy đây, nó chính là nhận tăng cái số nhắn tin, tăng số nhắn tin. Đấy. Để thường là cái này chạy nhiều nhất. Còn cái quảng cáo trang này chỉ chạy một lần thôi, tăng khách hàng tiềm năng này cũng chỉ chạy một lần để lấy data thôi. Đó là cái điều mà các bạn sẽ thấy. Đấy. Thường là cái đó thì sẽ ít được xem có một cái trang nào khác hay không. Đây cũng được tài trợ này, đây cũng gửi tin nhắn này. Đấy, cái dạng gửi tin nhắn này rất là nhiều luôn nhé. Đấy, tức là khi bạn gửi tin nhắn là hỏi thì bạn sẽ mua hàng ngay. Đấy, hoặc là sẽ được tư vấn ngay. Cái gửi tin nhắn này rất là nhiều. Đây, cái dạng tăng số tin nhắn này rất là nhiều luôn. Rất là nhiều người làm luôn. Đấy, tiếp theo là được xem nó có không. Tiếp theo. Đây, tiếp nữa này, đây cũng là gửi tin nhắn này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, cũng gửi tin nhắn này. Đấy, ok. Đây là cái gửi tin nhắn này. Đấy. Cái dạng gửi tin nhắn này nó rất là nhiều luôn. Đấy. Các bạn cứ nước là kiểu gì các bạn cũng thấy thôi. Đấy là cái dạng như vậy. Đó một dạng là tức là một dạng là nước ra ngoài. Đây là bạn gửi tin nhắn này, áo cưới ảnh viện này, trước mình cũng chạy ảnh áo cưới thuê cho người khác. Đây cái ảnh viện áo cưới này cũng đang chạy. Đấy. Đấy các bạn thấy chưa? Là ảnh viện áo cưới đang chạy. Đây. Đấy. Cái trang này nó chạy và chạy mà theo kiểu nhắn tin. Đấy. Đấy. Các bạn thấy chưa? Đấy chạy theo cái nhắn tin. Đấy. Đó. Thì đấy là cái mà chị bạn tức là họ bán hàng trực tiếp luôn. Bán hàng trực tiếp vào trên cái Facebook này luôn chứ họ không có chạy ra ngoài. Còn cái mấy cái bố này là chạy ra ngoài này. Đấy.
đấy, bố này chạy ra ngoài này, đấy, chạy ra các trang web khác đấy, tăng được truy cập vào các trang web này đấy. Thì chủ yếu là người ta sẽ chạy cái hai này, một và hai. Và thông thường thì chúng ta là timer, chúng ta là người mới bắt đầu, chúng ta là người vốn ít, chúng ta là người khởi nghiệp, thì chúng ta thường là chạy cái tăng cái số tin nhắn lại, chúng ta làm riêng cho Facebook này đấy, thường chạy như này. Còn cái này chúng ta sẽ chạy một lần quảng cáo trang và khách hàng tiềm năng, chạy một hai lần để có cái data là thôi, có data là thôi. Đấy, rồi đấy là cái mình chia sẻ với các bạn, thì đấy là các dạng về quảng cáo Facebook, nó chỉ có như vậy thôi. Và Lộc sẽ hướng dẫn các bạn viết bài setup quảng cáo trong video tiếp theo. Goodbye, cảm ơn các bạn.